Hơn 400 người đã xếp hàng để được vào dự phiên xét xử nghi phạm Shibuya Yasumasa, kẻ bị tình nghi sát hại cháu Lê Thị Nhật Linh, nhưng chỉ có 65 người được cấp quyền vào khu xét xử. Cơ quan công tố đã công bố kết quả xét nghiệm cho thấy dấu vết ADN đã được tìm thấy ở nhiều vị trí trên người nạn nhân, cũng như các đoạn băng ghi hình lại chiếc xe của nghi phạm ở gần nơi tìm thấy thi thể cháu Lê Thị Nhật Linh. Theo cơ quan công tố, Shibuya Yasumasa đã phạm tội ác một cách tàn nhẫn, man dợ và có ý thức rõ ràng. Trong khi đó, nghi phạm đã chối bỏ toàn bộ cáo buộc cũng như các bằng chứng. Sau khi đã im lặng trong suốt một năm, ngày hôm nay, nghi phạm Shibuya đã lên tiếng phủ nhận tất cả các lời cáo buộc. Tuy nhiên, luật sư của gia đình nạn nhân cho rằng đây là điều đã được dự báo từ trước. Và việc luận tội vẫn có thể sẽ được tiến hành dựa trên cơ sở quan trọng nhất là các bằng chứng mà cơ quan điều tra thu thập được. Trong những ngày tới, cơ quan công tố sẽ tiếp tục đưa ra các bằng chứng chứng minh tội ác của nghi phạm, trong khi luật sư của bị cáo đang cố thuyết phục ban hội thẩm rằng các chứng cứ này bị làm giả. Phiên tòa sơ thẩm sẽ kéo dài đến ngày 18 tháng 6 trước khi tòa án công bố phán quyết. Việc nghi phạm Shibuya từ chối trả lời các cáo buộc đã gây khó khăn lớn cho quá trình điều tra. Tuy nhiên, luật sư của gia đình bé Lê Thị Nhật Linh cho rằng yếu tố then chốt của phiên tòa vẫn là các bằng chứng mà cơ quan điều tra đã thu thập được. Vụ sát hại đã dã man bé gái mới chỉ 9 tuổi đã khiến cho dư luận cực kỳ phẫn nộ, đồng thời chia sẻ sự thương xót với gia đình của bé. Đây là con đường mà bé Lê Thị Nhật Linh vẫn đi bộ hàng ngày, từ nhà đến trường cách đó 600 mét. Bé đã đi bộ như thế từ khi bắt đầu vào lớp 1. Thế nhưng ngày 24 tháng 3 năm ngoái, chính là lần cuối bé Nhật Linh được cắp sách tới trường. Hai ngày sau đó, thông tin về bé gái người Việt Nam Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, đã thiệt mạng sau khi rời khỏi nhà đến trường, được truyền thông Nhật đưa tin. Thi thể em được phát hiện ở một bờ mương vắng người qua lại, cách nơi em ở hơn 10 km. Bước sang ngày thứ 3 sau khi phát hiện thi thể bé Nhật Linh, bộ phận điều tra đã tìm thấy chiếc cặp và quần áo của bé. Những manh mối cứ thế được tìm ra, và rồi cảnh sát cũng bắt được nghi phạm. Thế nhưng, kể từ khi bị bắt, nghi phạm luôn giữ im lặng trước các cáo buộc. Điều này khiến cho vụ việc trở nên khó sáng tỏ. Đến ngày hôm nay tôi vẫn chưa gặp được mặt nghi phạm Shibuya Yasumasa. Tôi rất muốn gặp mặt anh ta, và nếu có thể được, tôi muốn trực tiếp hỏi anh ta có liên quan gì đến cái chết của con gái tôi, mình không? Một năm đằng đẵng tìm công lý cho con, gia đình bé Lê Thị Nhật Linh đã kêu gọi cộng đồng trong và ngoài nước ký vào bản kháng nghị lên tòa án tỉnh Chiba, đề nghị xét xử nghi phạm với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Bản thu thập chữ ký này dù không có tác dụng thúc đẩy nhanh tiến trình xét xử, nhưng khi nghi phạm Shibuya chính thức bị kết tội và tòa án bắt đầu xem xét bản án cho kẻ sát nhân, bản thu thập chữ ký là bằng chứng cho thấy mức độ tác động đối với xã hội của vụ án này.